về đây, về đây. Tay em chưa về, hai tay vừa rồi nhỉ. Chỉ mọi người về, về. Ôi tình giỏi đấy nhỉ. Tình, tình, tình về đây tình. Tình về đây. Tham cho em. Đây thầy đấy nhá. Tại để vào tay thế này vừa thấy bạn bảo thế. Ừ. Ui được luôn. Giỏi đấy. Rồi đặt ra. Không mới 8 điểm thôi. Chưa được bóng. Nó phải bóng. Cái này tí nữa em sẽ chỉnh cho mình gói sốt. Một số loại sốt của bên đài. Mứt. Mứt hoa quả. Đó. Đó, về rất là khỏe. Mình có thể một sự về phê luôn được không? Các chị ơi, nhất là cho Nguyên làm nhiều và thực hành nhiều. Tay tay như thế nó làm con hình tròn để làm hình bánh tròn dài. Đấy, tròn. Ly, nếu mà hamburger chỉ phải cắt 80g. Mọi người ngon thì có thể cho nhiều nhân nhá. Như này tạo hình kiểu này lên thì bao nhiêu tiền một cái bánh này? Bánh này ra thị trường bây giờ chỗ nào bán rẻ thì khoảng 30, không 35, cửa hàng cao cấp thì bán 50. Đấy. Mình gói kiểu này là kiểu dễ nhất này. Làm cả kiểu dễ cả kiểu khó. Có. Đặt vào cái khoai khuôn này cho mình. Đến là cái này của nó là tí nữa nó sẽ quan trọng là quan trọng cái làm cái mặt ở bên trên. Em chưa cầm cái kéo có cái chày đen bé bé không tìm thấy. Để sau này làm mọi người về nên thử tất cả các loại nguyên liệu để biết như nào. Có thể là mình không thích nhưng khách hàng lại thích. Thử để mình bán cho khách hàng. Mình biết đường mình tư vấn. Anh Tần đang bận. Anh Tần anh đang tim. Nhưng mà bạn sẽ thích ấy. Người của mình cứ thích. Anh bảo này cái nhân như thế này nhá, thì sau khi mình dùng này rồi mình sau mình ép những túi sau đó mình bảo quản lại được đúng không? Được đấy. Đây là nhân Trinh Châu. Trinh Châu đừng nhân. Ở đây mình có con dao kem không nhỉ? Con kiểu như dao lam ấy. Ở đây mình cái khuôn này mình có 10 khuôn này mình sẽ làm 5 loại nhân nhá. Những loại 2 cái. Sao còn mình cái to ra. Để nó dài như vậy anh chỉ một cách em có thể em nhấc lên lên đấy kéo ra đặt ra này đấy cầm đấy kéo thì ra nó sẽ nhỏ không ạ em nhìn thấy rồi. Mọi người thích vị gì em cho này.
Đây, chị này chưa cho, em cho luôn chị đấy. Chưa cho chị đấy thôi. Anh làm to bản luôn. Ngày tháng năm 3 nhá. Tết. Tết, đúng rồi. Đấy. Người đây là ai học đến bánh hoa cúc chưa? Nhìn thôi, chưa tầm. Các bạn lên toàn mấy có một tuần thôi. Thì nhìn trên YouTube thôi. Được nhìn trên YouTube là biết nhìn cách là tết. Tại cái này thì có thể là sau này nếu không mua phần này có thể cho phần này cũng được. Đấy, nó cũng đều ra. Đúng như kiểu tết tóc ấy. Đây thì toàn chị em mà chắc biết tết rồi. Nó không đẹp bằng thầy cả. Đúng rồi đấy. À đâu, hai cái này không cần chảnh đâu, anh chỉ cần giặt cái này thôi. Sao không? Vuông à? Còn khuôn 30.000 là 30-35.000 lại khuôn khác. Quên cái. Thế nên là người ta cứ chuộng để ăn là thích hơn. Tại kế em đứa chị ấy thì hôm qua vừa đi cái đậu nhuyễn người ta không thích bằng cái đậu hạt này. Không phải đâu. Hạt nó một kiểu, nhuyễn nó ngon một kiểu. Hạt thì nó sẽ nổi ra, nhuyễn nó ngon theo kiểu nhuyễn. Cái khuôn này mà ra thị trường là mấy chục một cái này. Thế em bảo các bán rẻ thì bán tầm 30. Mình tính là tính theo cái lượng cân bột nào. Bây giờ để ra cái giá thành bán ấy. Em chỉ cho mọi người cộng tất cả, ví dụ đánh một ngày bột ấy, cộng tất cả nguyên liệu vào, ra bao nhiêu cái bánh, chia nó ra. Đấy. Sau đó sẽ cộng thêm khoảng mấy chục phần trăm nữa vào là cái chi phí tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên. Đấy, để mà ra giá thành bán. Chị hiểu em chưa? Cái này cái mặt còn nhiều nhợn đấy, mọi người thì cho nó ra ngoài để quấn nó vào. Đấy. Thì tí cái này nó nghĩa là bốn mặt nó sẽ đều có nhân. Thì cái này chỉ cần cho vào tủ, không cần để không cần để điện không? Cái kìa. Cái thôi đừng kích, không tại em nó chỉ các bạn nào nó đang hơi nương. Mười nha thì kích thoải mái. Cái này mọi người có thể dùng sốt gì thì sốt nhá. Cho mày gói nữa mày. Nên em dùng sốt gì cũng được, không quan trọng. Thật. Thầy chỉ như thế thôi. Đó, rồi, ok. Để mọi người có thể gói thử. Gói thử. Không, cái bé thôi, cái bé. Gói em nhìn dễ gói vậy. Bảy mươi gam nhá. Cái to hay không nhá? Đây, cái bé này. Đóng nhập. Đóng vào như thế nhỉ? Hôm nào mà cũng có cái đó là nhòn đôi.
Sụi dại. Muốn nghe hàn này. Nhân gì chị? Dàn to to ra, thằng nhồi cho nhân vào lại nhồi tròn vào lấy. Đây là để mọi người học gói, gói như đúng cái bánh vừa rồi ấy. Nếu như cái này nó bé hơn cái này còn dễ gói, chứ mình cho gói mất vào giữa, nó thẳng khó hơn nữa. Em không cần đấy, em ôi vừa thôi, không cần nhiều quá. Rồi, xong bọc lại. Tại vì cái này nó bé, các em không cần dùng nhiều nhiều nhân quá. Hai bên đối xứng nhau, gập dập nhau là được. Thế như thế. Gặp hai bên kia. Thôi, em chỉ cần bằng này nữa là được. Anh chỉ gói em đừng gói kiểu đấy. Đấy rồi. Em ví dụ cái này như này nha, em cầm hai bên này. Một chi này. Đấy, bóp vào nhau này. Đấy, xong lên lại cầm hai bên đối diện này. Đấy, kéo vào nhau này. Đấy, xong rồi. Đấy, mấy cái đầu bên cạnh này. Em cầm cái bóp vào. Đó, thì thế là nó ra. Một khay này là sẽ xếp vào được Quét lên quay nhiều lắm rồi. Thầy đi quét ra. Cho vào lấy ra nữa. Đấy, nó tràn rồi. Mướt cho thầy. Thầy này nó cục rồi. Trước nó chẳng mướt lên đấy là gì? Không, nó không chảy này. Chảy. Còn cái loại nào là chấm rán xong rồi chiên xong chấm sô cô la này? Donut. Donut. Một đấy cũng làm được. Làm hết. Donut thì có gì đâu? Cắt 70-80 gram đục cái lỗ ra. Chiên hơi nóng. Nhưng cái đấy nó chiên thì nó mới đúng là donut. Nhiều nhà này nó cái các công nghệ là rán trong chiên trong chấm sô cô la này. Donut. Một đấy khoảng làm được hết. Đối với có gì đâu, đối với các 70-80 gram đục cái nỗ ra. Chiên hơi nóng. Biết không? Cái bánh gì? Bánh phủ dừa. Cái này là dừa gì đấy? Hạt bơ. Thường thường mình cứ cho nhân mà tí cho nó ngon này. Bình thường mua rượu của nó chỉ có tí cái mặt này thôi, nhân hộ ở giữa không có. Thôi mỗi bánh thôi. Nhà quay xuống. Bắt đầu em mở ra chị. Đã hơn. Dép vãi chưởng đúng không? Chỉ có cái khuôn này của anh đấy thì không phải đập, thì không phải quét dầu đấy. Thực ra thì năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2024. Thế nào rồi? 2023. Ừ, thế thì bỏ đi. Thế bỏ lâu rồi đấy. Bởi vì học viên ở đây các bạn thì không bao giờ để ý dùng cái đấy. Đây là sốt tuyết. Phủ sốt tuyết. Sốt thì cái mặt thì thực ra sau này về mọi người thích dùng sốt nắng đường, tụi em thấy cái sốt này nó mềm bánh nó cũng khá là đẹp. Nhận nó ăn nó mềm bánh. Mềm bánh hay không là nó do mình đánh bột. Mọi người rất thơm, nó sẽ nắng. Nó không dính luôn. Đậu này vừa nãy mình không ấn. Cho vào mình ấn, nó dính vào bánh nhẹ là nó dính được. Mình để ngoài là nó mới rơi ra. Nó có cái này nó trên mặt rồi. Đây gọi là bánh gì nhỉ? Lê chung. Cái này bánh này thì mọi người sẽ xem nhé. Thì sau này mọi người về là cũng không bán được. Ở quê.
Trung quê giờ bán bánh này nhiều đấy. Cái giá hành ở đây cái nguyên liệu. Thôi kép. Ôi mùi, không ra. Màu này vẫn đẹp. Cái đường của hai cá ấy. Quỳnh quá. Tí bọn em về mấy đâu? Về muộn không cũng không sao. Ở đây mà. Thì... các chị ở đây cho bọn em. Để ra luôn đây rồi. Để luôn bàn đây.